Xuất phát, final là cái chúng ta cần phải hoàn thành là cái đề của nó là đây nha. Thì chúng ta thu nhỏ lại, mình để một góc bên trái để mình nhìn cái bố trí sắp xếp thôi. Mình sẽ tiến hành mình làm. Sau đó bây giờ thầy sẽ kiểm tra cái kích thước của file đang có, image size là cm đi. Cho chẳng là 28 20 luôn đi. Khỏi 21, 28 20 72. File new một trang mới. cm. 28 20 72. Đó nha, 28 72. Rồi. Sau đó nhấn create. Chúng ta có một cái file kích thước bằng là cái file đề. À, như vậy. Rồi. Trước tiên chúng ta làm cái nền trước. Là cái nền trước. Cái nền này chúng ta thấy cái màu của nó đi từ màu đỏ, đỏ bầm á, đỏ bầm sang màu trắng tới đỏ bầm. Đó. Thì mình hút màu sẵn đi, những chữ D. Những chữ D là đen trắng nè. Trắng có rồi nè, thiếu cái màu đỏ bầm thôi, hút màu. Dùng chuột hút cái màu đỏ bầm vô. Ok, chúng ta có đỏ bầm với màu trắng ở đây. Đó. Sau đó chúng ta dùng công cụ tô màu chuyển sắc để chúng ta làm vấn đề này. Bấm vô công cụ là Gradient Tool. Ha. Đó. Và chúng ta tô màu ở cái dạng là Reflect. Reflect là những là đối xứng. Đó. Rồi mình tô thử nè. Tô theo đường chéo. Đó. Dạng đối xứng reflect thì thầy cho màu trắng nha, màu trắng đi lên viết với từ tâm á, đi lên thì nó tô là trắng và đỏ bồng đó, như vậy cũng giống chưa, giống anh này. Chúng ta cứ tô dùng chuột đó, chúng ta quét đi chọn những cái hướng ok không, phải là hai bên đỏ bồng ở dưới trắng, ở giữa trắng ha. Đó. Rồi ok ha. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ nhất, cái thứ hai chúng ta có thể tô dạng thẳng cũng được. Tô dạng thẳng, tức là tô cái dạng linear á, dạng thẳng á. Thì mình phải set cho nó là hai bên là hai hai cái đá bầm, ở giữa là màu trắng. Chúng ta bấm vào đây nè, chúng ta tạo thêm màu cho nó. Bấm thêm một màu ở giữa nữa. Đó. Thì ở giữa này nè. Ở giữa này là màu trắng. Ở giữa này là màu trắng, hai bên này là màu đá bầm. Đó, do mình chuẩn bị trước cho nó là trắng ở giữa hai bên đã bằng ok đó, rồi mình tô lại này. Thì ở giữa nó cũng trắng này ha. Đó. Muốn trắng nó bớt lại thì mình thêm một nốt màu ở đây nè cho nó gom cái màu này đó, để cho nó trắng nó ít lại, đỏ vào nó nhiều hơn, rồi mình tô lại nè. Đó còn lại là cái hướng mình phát triển lên thôi. Đó. Ok, tô lại nè. Đó, hiểu không? Nó như trắng ở giữa hai bên đá vào. Đó. Rồi, như vậy là xong nha. Cái background như vậy là xong. Rồi, sau đó chúng ta mới mang những cái món đồ đi qua. Còn cái bài này á, mình chủ yếu á, là dùng lệnh pen. Mình mới học lệnh pen xong. Mình dùng lệnh pen để mình chọn mấy cái hình này. Mình mang qua đây. Ví dụ như là táo, bơ, táo xanh, táo đỏ, rồi chuối, vân vân. Đó, mình dùng lệnh pen để mình vẽ. Đó, bây giờ thầy hướng dẫn ra lệnh pen nha. Đây. Pen tool. Số 1 tại đây nha, số 1 tại đây. Xong rồi nó cong lên đây. Cong lên đây thì tới điểm này nè, ta bị cong ra nè. Ra. Sau đó nhấn Alt, nhấn Alt thu hồi cho tuyến lại. Lại nè, số 1 tới đây. Số 2 tới đây. Rồi, nhấn Alt thu hồi cho tuyến lại nè. À, để nó lượn qua đây trước. À.
Rồi sau đó chúng ta cho nó bay quay một vòng tới tới đây. Thì cái tiếng này nó phải dài ra. Dài tới đây nè. Tới đây nè. Đó, rồi thu hồi tiếng lại. Đó. Rồi tiếp tục. Thì khi chúng ta vẽ đó, ví dụ như là từ đây tới đây thì ok rồi nha, nhưng mà từ đây nè tới đây nè là chúng ta phát hiện ra là cái chỗ này nó lồi lên một tí, đúng không? Nó lồi lên một tí rồi sau đó mới đi tiếp đó. Còn nếu mình phải băng qua luôn á thì nó sẽ không có đúng với cái đề, không đúng với cái hình, cho nên mình chúng ta vẽ một đoạn ngắn. Thì nếu mà đoạn ngắn á thì tiếp tuyến của nó sẽ ngắn theo, tiếp tuyến này nó ngắn theo, nó tương ứng đó. Xong cái cung này từ đây nó qua tới đây, cái cung từ đây qua tới đây thì tiếp tuyến này nó phải dài ra. Thì cái chiều dài của cái tiếp tuyến này á nó chiếm khoảng 1 phần 3 của cái chiều dài của cung chúng ta sắp sửa vẽ. Đó, thầy làm lại từ đầu nè. Xuất phát ở đây ha, chấm một điểm. Sau đó tới đây nè, chúng ta tới đây cũng được nha. Nhưng mà chỗ này chúng ta cảm giác như là nó bị lồi lên một tí nè. Đó, cho nên chúng ta dừng tại đây trước. Chấm tại đây mình sẽ vẽ ra để xong được cái cung đầu tiên đã. Đó, sau đó nhấn an thu hồi cái tuyến lại. Thu hồi cái tuyến lại, cứ nghĩa là cái tuyến này là xong rồi, nhưng mà cái tuyến này chưa biết. Chưa biết là ở chỗ nào hết. Đây. Đây hay đây, dài hay là ngắn không biết, thì chúng ta phải co thử là cái cung tiếp chúng ta vẽ là nó tới đâu. Chúng ta ước lượng là tới đây. Nếu mà cái cung nó đi từ đây tới đây thôi á thì cái tuyến nó ngắn lắm, cái tuyến nó chỉ cỡ như đây thôi. Hiểu không? Mà phải tính trước. Đó. Nếu mà cung tới đây thôi á thì cái tuyến nó như đây thôi. Chiếm khoảng 1/3 của chiều dài cung. Từ đây đến đây thì chiều dài như đây thôi, xong tới đến này. Đó, thấy nó khớp không? Tới này là xong. Xong rồi thì nhấn an kéo cái tuyến này ra. Nghe tiếng này ra thì nó là bao nhiêu, bây giờ nó sẽ dài như vậy hay nó ngắn như vậy hay là lên đây hay xuống đây, thì phải co kết tiếp cung, kết tiếp chúng ta sẽ vẽ đó. Cung từ đây nè đi nó lượn một vòng, nếu mà chúng ta mong muốn là nó đi một lần thôi, nó đi một lèo tới tới đây luôn nè, nhưng mà cái chỗ này chúng ta nhìn thấy là nó bị lõm xuống cho nên thầy sẽ vẽ tới đây thôi. Nếu mà tới đây thôi á thì cái cung nó đi từ đến đây thì chiều dài cung á nó chiếm khoảng 1/3, 1/3 thì nó khoảng là như đây, hiểu không? Mình phải tính đó. Xong rồi cung tới đây nè nha, ước lượng thôi, tới đây đi, đó thì mình vẽ ra cái cung kế tiếp, đó xong rồi mình nhấn an thu hồi lại rồi mình sẽ quay về mình sửa mấy cái này tiếp, mình cân chỉnh lại chút xíu, rồi tới đây, cái này nó lõm xuống nè, nó lõm xuống thì nó tới chỗ này nữa lồi ra, cho nên một điểm dừng tới đây, thì cái lõm xuống thì tí nó phải hạ xuống. Hạ bao nhiêu á thì chiếm khoảng 1/3 của chiều dài của cái cung mình tới đây, thì 1/3 thì khoảng tới đây, thì nó tổng tới đây nè, đó, nó lượn xuống, chưa? nó lượn xong rồi nó lồi ra, nó cong tới đây, thì chiều dài cung chiếm khoảng 1/3 thì tầm như vị trí này, nó sẽ tới đây, đó, giờ vẽ tới đâu là đúng tới đó luôn nè, tới đây, kéo ra ngoài lại, tương tự như vậy, bây giờ này nó lồi lên tới đây. Cho nên chiếm 1/3. Đó, thì bây giờ thầy làm nhanh luôn nè. Này chúng ta tự phân tích chút xíu. Làm càng kỹ thì nó càng đẹp, nhưng nó lâu lắm. Làm càng kỹ thì những cái nhỏ này nó chút 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 là hoài à, nha. Thì ước lượng khoảng nó sẽ từ đây nè, nó lượng tới đây luôn đi. Nha. Tới đây luôn. Đó. Thì cái này chúng ta quay về sửa chút xíu. Mỗi lần sửa tiếp tuyến là những an sửa tiếp tuyến. Rồi xong nó lựa từ đây. Nó lựa từ điểm này để điện kết thúc. Xong. Thấy chưa? Xong nó Ctrl Enter biến thành vùng chọn. Đó, Ctrl Enter biến thành vùng chọn rồi Ctrl C. Rồi quay bên đây, Ctrl V nhãn qua. Rồi chúng ta có một trái táo này, bên trái bơ nè. Cắt qua nè, thấy chính xác không? Cắt đã thấy nó gọn gàng không? Nha. Thì Ben là chọn hay nhất trong tất cả các vụ chọn, nhưng mà nó hơi khó và hơi lâu. Nó lâu hơn Magic Wand, nó lâu hơn công cụ 500 hút Magnetic Laser Tool, đúng không? Nhưng mà nhanh thì nhưng lại không chính xác. Chọn được đó, nhưng mà cái độ mắc mô của bề mặt á nó sẽ nhấp nhôi nè. Cái độ biên nó rất là mờ. Nó sẽ bị mờ không chính xác á. Nó lồi lõm nhiều. Còn pen á là cái đường biên nó cắt ngang qua luôn. Nó cắt ngang qua
đường cong của mình vẽ nó cắt ngang đối tượng luôn thì vẽ rất là chính xác. Chọn xong rồi thấy đường nó rất là gọn gàng nè, ha, nó sắc nét đó. Cho nên là phải học bên là như vậy đó. Rồi ví dụ thứ nhất là vậy. Ví dụ thứ hai là trái táo này, trái táo xanh này tương tự như vậy nè, pen tool nè. Chúng ta chỉ cần làm bài này thôi là chúng ta giỏi luôn á. Xem như là pen chúng ta rành luôn á. Xuất phát lại cái chỗ này. Đó, cho nó lồi lên. Nó lồi lên tới đây luôn, hoặc là tới đây thôi cũng được. Đó, lồi tới đây nha. Rồi xong nó nhấn an, cái chạy tiếng ra. Cái cung cái tiếp sẽ đi từ đây tới đây. Nha, thì cái tiếng nó phải dài ra. Đó, rồi nó lượn tới đây. Nếu mà được á, nó lồi hết xuống đây luôn thì quá tiện. Đó là mong muốn của chúng ta. Nó đi rất là gọn từ đây, nó vòng một đường qua đây luôn. Nhưng mà xa quá sẽ nó ra không hết. Nó là thiếu điểm xa quá, nó không thể nào hết được như vậy. Thì mình kin ô ra tới đây. À, thấy nó lượn tới đây trước. Rồi, xong quay và mình sửa này tiếp. Mỗi lần sửa cái tiếp tuyến á là những nhớ là những phím Alt để mình sửa tiếp tuyến nha. Đó, mình cương chỉnh là hai bên. Rồi, sau đó nó lượn vô trong này thì chiếc tiếng nó khoảng 1/3 và 1/3 chiều dài của cái cung này tới đây. Đó, ok. Rồi vẽ ngược lại đúng không? Đó, vẽ ngược lại tại vì nó lồi ở đây thì chiếc tiếng này phải đi hướng này, không thể nào ở đây được, đúng không? Phải lồi lên ngày này. Ngày này thì nó lượn từ đây nó tới, nó mong muốn ra tới đây luôn, nhưng mà chỗ này có nó lõm nhẹ đây nè, cho nên tối đa tới đây thôi. Đó, tối đa tới đây thôi. Đó, thì mình quay và mình sửa lại chiếc tiếng thế này. Rồi. Cái này nó sẽ lượn lên tới đây luôn thì cái này nó sẽ lên cái hướng này. Đó, rồi đi ra. Đó, đi ra. Đi ra thế thì nó lượn hết vèo vòng tới tới đây. À. Tới đây luôn thì càng tốt nhưng mà xa quá đi không hết. Nó đi một vòng tối đa tới đây thôi. Đấy, tới đây thôi. Thì cái này nó bớt lại. Đó. Cái này nó lượn ra. Nó một vòng như tới đây luôn đi. Đó, tới đây luôn. Rồi, vẽ xong rồi, chưa chính xác. Nhấn vào chuột. Nhấn vào công cụ chuột chuột trắng này. Nhắc vào điểm này. Sửa tiếp. Cho nó hạ xuống. Rồi, đó, như vậy thì chọn xong. Đó. Ctrl Enter, biến thành vùng chọn. Ctrl C, và đây, Ctrl V. Đó, như vậy chúng ta chọn hình này mà không cần ABC gì cả, đúng không? Cái hình mà cái phi thuyền á ABC chứ giờ không ABC luôn, nhìn tưởng tượng ra chút tiếng đó, cái điểm nằm ở đâu tự tự suy nghĩ tự cho luôn, cung và dài bao nhiêu tự tính luôn đó, giờ nó khó hơn đó, nhưng mà chọn xong rất là chính xác, nói chung là nó đường rất là sắc nét gọn gàng ha. Rồi ví dụ tiếp tục cái chuối này. Rồi, hơi khó nghe, càng lúc càng khó dần lên. Rồi số 1 tại đây, số 2 tại đây. Rồi, cong. Trong quá trình vẽ, những di chuyển muốn di chuyển điểm nhấn spacebar sẽ di chuyển được cái notch. Rồi. Rồi cái này nó sẽ lồi ra tới đây. Cái chỗ này nó cong tới đây nè. Sau nó mới nó lõm ra ngoài. Cái này là càng kỹ thì các nó sẽ càng đẹp mà nó lâu. À, nó lâu chúng ta phải đôi lúc chúng ta phải làm nhanh một số vị trí. Chúng ta lướt qua chấp nhận sai số nhẹ nhẹ nhưng mà nó sẽ nhanh. Đó, tiếp tiến sẽ nó dài ngắn tùy thuộc vào cái cung chúng ta sẽ vẽ. À, tùy thuộc cái cung.
Đó, nếu mà chúng ta tính đúng đó, là vẽ cái này nó đúng liền à, không cần phải sửa nhiều. Rồi, sao nó đi hết tới tới đây luôn nè. Thì cái cung này phải dài ra. Phải dài ra. Nó phải tới đây nè. Rồi chúng ta quay về để sửa tiếp. Rồi. À. Rồi tới đây thì nó sẽ lồi nhẹ tới đây. Rồi nó lõm vào tới đây. Rồi, sẽ nó đi vào tới đây. Đi tới đây. Rồi. Control Enter. Biết là vùng chọn. Control C. Ở đây, Ctrl V. Đó, chọn chính xác rồi, tuyệt đối không? À, đúng cái chuối thôi. Rồi. Còn cái này á, nó quá là nhỏ đi. Cho nên là chúng ta có thể châm trước, không cần dùng công cụ pen tool mà chúng ta dùng Magic Wand trừ cho nó nhanh. Ha, đối với một số trường hợp nó quá là độ phân giải không cao, nó mờ, dùng pen chọn hơi uổng. Bên có chọn chăng nữa nó cũng không chính xác được do nó quá mờ, cho nên dùng công cụ bình thường thôi, dùng máy xúc quang trừ đây cho nó nhanh, trừ một trắng nó ra cái cà rốt. Bỏ này luôn cho nó nhanh. Đó. Rồi cái này thì tương đối thôi, cần nó C qua bên đây, cần V đó, chọn như vậy cho nó nhanh nha, cái sự sai sót. Nó ít nó nhỏ không 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 có đáng kể, cho nên mình có thể bỏ qua, mình không dùng pen. Rồi riêng cái nho dùng pen được rất là tốt nè. Đó thì ba này là bảo đảm là vẽ rất là, nhiều bạn rất là thích vẽ những hình như thế này. Đó, cong lên luyện thôi. Đó nó đi một hồi là tôi biết hết nè. Đó, cái độ cong rất là tuyệt vời luôn á, làm rất là nhanh luôn á, thấy chưa? Đó vẽ nó chính xác tới đó này. Đó. Đó, cái này dùng chúng ta dùng đèn pen đó để học công cụ vẽ dựng hình ảnh rất là tốt luôn, chính xác. Để nó nhỏ chúng ta chấm chấm thôi được rồi. Rồi nó lượng hết và tới đây rồi, rút xa quá không làm hết được, chúng ta phải đi gần hơn. Đó, đi này xong đã rồi mới quay về cái này. Đó. Này nó sẽ lượn tới đây. Đó, chúng ta làm quen á là đi một lần làm xong là nó ra luôn à. Tới đây. Không, tới đây, tiếp tục cái này. Đó, cái nho này làm pen rất là ok nè, rất là dễ làm nè. Đó, xong. Ctrl Enter viết theo vùng chọn, Ctrl C ở đây, Ctrl V.
Đó, chúng ta có được cái chùm nho rất là đẹp, rất là chính xác. Ha. Rồi, và cuối cùng nữa là trái táo này nữa là xong nè. Bên tuôn chúng ta cho nó vẽ ở đây, nó lượng thế này. Rồi, sau khi vẽ xong rồi dùng chuột trắng nhắc vào mấy cái điểm này nè. Thì chúng ta thay đổi cái tiếp tuyến bên này cho nó đúng hơn nữa. Cái này nó thiếu một cái tiếp tuyến rồi. Chỗ này nè. Chỗ này thiếu một tiếp tuyến nè. Đúng ra là dùng dùng pen những an kéo là những an kéo là được, phát sinh ra một cái tiếp tuyến mới, cương chỉnh lại đó. Rồi cương trên enter biến thành vùng chọn, cương trên C ở đây, cương trên V cho tán qua chọn rất là sắc nét, xong rồi đóng lại cho nó gọn gàng. Đó, bây giờ thầy muốn chúng ta chọn như thầy này nha. Chọn tất cả những cái đối tượng này đi. Đó, sắp xếp lại như này nha. Tất cả dùng pen hết. Để cho nó gọn. Ok, rồi thì bây giờ thầy trải máy nè. Xin mời chúng ta làm cho thầy cái vấn đề dùng pen để chọn tất cả những cái món đồ đó đã.